Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây. Một ông gốc Việt ở Westminster đổ xăng lên người lạ, định châm lửa đốt. Đánh tiếp viên hàng không, một ông gốc Việt khác ở Lido Sài Gòn có thể ngồi tù 20 năm. Hàng ngàn người Việt Nam nạn nhân của các tổ chức buôn người được giải cứu tại Cambodia. 6 con tê giác chết không rõ nguyên nhân ở khu du lịch sinh thái Nghệ An. Đại gia Việt đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mở trang trại chăn nuôi heo. 6 người bị tù vì làm giả giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, một người gốc Việt ở Westminster đổ xăng lên người lạ, định châm lửa đốt. Một người đàn ông Việt Nam vừa bị cảnh sát thành phố Westminster, Nam California bắt giữ về tội tình nghi, vi phạm dân quyền, âm mưu giết người và âm mưu phóng hỏa. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương CBS LA, giới chức công lực cho hay ông Danh Thanh Nguyễn, 36 tuổi, sống ở thành phố Westminster, vô cớ tấn công một người đàn ông khác bằng lời lẽ hạ nhục một dân gốc Hispanic, đổ xăng lên người của nạn nhân rồi định châm lửa đốt. Bản tin cho hay ông Danh Thanh Nguyễn bị bắt sau cuộc rượt đuổi ngắn ngủi khi chiếc xe của ông lái đâm vào bức tường ở góc đường Brooker Street và Hazard Avenue. Cảnh sát Westminster nói rằng ông này không kháng cự khi bị bắt và cũng không bị thương tích gì. Theo các điều tra viên, ông Danh Thanh Nguyễn bước tới gần một người đàn ông đang ngồi trong xe vào lúc khoảng 11 giờ 45 phút sáng thứ Tư 21 tháng 9 và có lời lẽ nhục mạ người Hispanic trước khi hất xăng vào ông này. Cảnh sát cho hay nghi can có bật lửa trong tay nhưng nạn nhân đã lái xe chạy ra khỏi trước khi nghi can kịp đốt. Nghi can Danh Thanh Nguyễn sau đó lái xe bỏ đi nhưng đã bị cảnh sát nhận ra ở góc đường Bushard Street và Westminster Avenue. Theo điều tra viên thì hai người này không quen biết nhau, nạn nhân cuộc tấn công không bị thương tích gì. Nghi can Danh đã bị tạm giam trong nhà tù quận Orange County với số tiền thế chân để tại ngoại hầu tra được ấn định là 1 triệu Mỹ Kim. Nghi can sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng 9 tới đây thưa quý vị. Đánh tiếp viên hàng không, một ông gốc Việt ở Lido Sài Gòn có thể ngồi tù 20 năm. Thưa quý vị, một ông gốc Việt ở Lido Sài Gòn bị truy tố vì đã đánh tiếp viên hàng không trong một chuyến bay từ Mexico đến Los Angeles vào hôm thứ Tư ngày 21 tháng 9. Theo đài ABC 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công tố truy tố bị can tên là Alexander Lê Cửu Tùng, 33 tuổi, cư dân của thành phố Westminster, một tội danh quấy rối phi hành đoàn. Sự việc xảy ra trên chuyến bay 377 của hãng American Airlines bay từ Cabo San Lucas, Mexico đến Los Angeles, California. Trong một đoạn băng video đăng trên mạng xã hội, ông Tùng đã đấm vào gáy của một tiếp viên hàng không sau khi người đó quay lưng lại. Bộ Tư pháp cho biết, ông Tùng bị các tiếp viên và nhiều hành khách giữ lại khi đi đến gần lối thoát hiểm. Sau đó, ông đã bị trói vào ghế vì nhiều lần cởi dây an toàn. Một nhân chứng có tên là Kevin cho biết, tiếp viên bị đánh không gặp nguy hiểm và không có ai trên máy bay bị thương. Ông Kevin kể, bị can Tùng đã thì thầm với nhiều người là có 10 kẻ giết người trên máy bay trước khi tấn công tiếp viên hàng không. Hãng American Airlines đưa ra thông cáo cho biết, những vụ tấn công phi hành đoàn sẽ không bao giờ được tha thứ và sẽ không bao giờ cho bị can Tùng lên máy bay nữa, cũng như sẽ không hợp tác với nhân viên công lực để điều tra. Khi mà máy bay hạ cánh ở phi trường Los Angeles, cảnh sát và FBI đã nhanh chóng lên máy bay để bắt giữ bị can. Bị can Alexander Lê Cửu Tùng ra tòa ở Los Angeles vào hôm thứ Năm ngày 22 tháng 9 và Bộ Tư pháp cho biết bản án tối đa ông ta có thể nhận là 20 năm trong nhà tù liên bang. Wow, chỉ một phút nóng nảy thôi. Mà như ông ta đang say rượu. Trong bản tin nói là em thấy không, cái rượu nó làm ra được nhiều cái vấn đề phức tạp vô cùng mà không control được cái tánh nóng của mình đi gây sự người khác. 20 năm tù là nhiều quá lắm đó. Một phút nóng nổi là chị ha, dễ sợ ha. Tấn công phi hành đoàn rất là nguy hiểm. Chúng ta học thêm một bài học nữa. Vâng, kính thưa quý vị, quay sang một bản tin khác cũng từ trong phần tin Việt Nam thì hàng ngàn người Việt Nam nạn nhân của các tổ chức buôn người đã được giải cứu tại Cambodia. Theo Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho hay, khoảng 1.000 công dân Việt Nam đã bị lừa sang làm việc bất hợp pháp tại Cambodia, bị buộc lao động cưỡng bức, đã được giải cứu tính cho đến nay.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức tại Hà Nội vào ngày thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận thực tế cho thấy có đến hàng ngàn người Việt Nam bị các tổ chức buôn người dụ dỗ đưa sang Campuchia, đẩy vào các sòng bài hoặc là một số nơi để làm việc bất hợp pháp, đã bị đánh đập, tra tấn khi kháng cự. Lãnh đạo các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Tây Ninh và Long An đã được yêu cầu tiếp nhận các nạn nhân buôn người, công dân của họ được đưa về từ Campuchia. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng xác nhận đã có hơn 1.000 công dân Việt Nam được giải cứu tại các sòng bạc, các địa điểm cưỡng bức lao động, tính cho đến ngày 21 tháng 9 năm 2022. 6 con tê giác đã chết không rõ nguyên nhân ở khu du lịch sinh thái ở Nghệ An. Thưa quý vị, có 6 con tê giác được tìm thấy là đã chết tại một khu du lịch ở tỉnh Nghệ An của Việt Nam không rõ nguyên nhân. Ông Nguyễn An Tuân, phụ tá chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Nghệ An hồi tuần qua xác nhận, 6 con tê giác đã chết tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm thuộc huyện Diễn Châu, mỗi con nặng hơn 1.1 tấn. Đây là loại tê giác hai sừng được đưa từ Phi Châu sang Việt Nam nhiều năm trước. Những ngày trước khi mà chết đột ngột thì sức khỏe của đàn tê giác được cho là vẫn bình thường tại khu nhà rộng hàng ngàn mét vuông, thưa quý vị. Đại Gia Việt đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mở trang trại chăn nuôi heo. Thưa quý vị, ước đoán mức tiêu thụ thịt heo sẽ tăng vọt trong thời gian tới đây tại thị trường Việt Nam với trị giá lên đến 15 tỷ Mỹ Kim. Nhiều công ty lớn đã rót hàng ngàn tỷ đồng đầu tư vào các dự án chăn nuôi heo. Theo Fitch Solutions, tổng khối lượng thịt heo được tiêu thụ tại Việt Nam theo dự đoán sẽ tăng 25% trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2026. Và chăn nuôi heo sẽ trở thành ngành kinh doanh hấp dẫn, nguồn cung cấp đạm động vật chính cho bữa ăn của người Việt, chiếm 2/3 khối lượng thịt động vật được tiêu thụ. Cơn sốt dịch tả heo Phi Châu lan rộng vào năm 2019 đã loại các nhà chăn nuôi nhỏ ra khỏi thị trường vì giá cả thức ăn gia súc không ổn định, để lại chỗ trống cho các công ty lớn nhảy vào. Thai Holdings GSC, công ty chi nhánh của Thai Group, đã đầu tư 600 tỷ đồng để thực hiện dự án chăn nuôi heo tại tỉnh Thanh Hóa. Hoàng Anh Gia Lai cũng đã rót hàng ngàn tỷ đồng vào ngành chăn nuôi heo và 8 tháng đầu năm nay đã phân phối hơn 136.000 con heo. Ngoài việc thiết lập 9 trại chăn nuôi, 27.000 con heo nái và 600.000 heo thịt giết mổ mỗi năm. Một số công ty Thái Lan, Nam Hàn, Úc cũng đã tung tiền đầu tư các dự án chăn nuôi heo với kế hoạch cung cấp cho thị trường Việt Nam hàng ngàn tấn thịt heo mỗi năm, thưa quý vị. 6 người bị tù vì làm giả giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. 6 cư dân tỉnh Bình Thuận vào hôm thứ Năm đã nhận án tù vì đã làm giả giấy phép di chuyển và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi mà đại dịch bùng phát mạnh hồi năm rồi. Và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa khắc nghiệt khắp toàn quốc. Theo bản án đọc tại phiên tòa diễn ra tại thành phố Phan Thiết, thì các bị cáo tên là Diệp Tử Hiếu, Trần Xuân Đạt và Nguyễn Phước nhận mỗi người là 2 năm tù, trong khi Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa nhận 1 năm 3 tháng tù giam cho mỗi người vì tội làm giả con dấu và tài liệu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Chị em chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, một ngày thật là nhiều sức khỏe và bình an cũng như niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.